lại nữa thiện hiện đại bồ tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành tịnh lự ba la mật đa nên tự nhập bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng khuyên người khác nhập bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc khen ngợi chỉ rõ công đức việc nhập bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc hoan hỉ khen ngợi người nhập bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc Đại Bồ Tát ấy an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường lấy tài vật bố thí cho các hữu tình khiến đèo đầy đủ. Đã bố thí rồi, an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ tinh tấn, an trụ định uẩn, tọa uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do giới định tọa giải thoát, giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập tránh tánh đi xanh của Bồ Tát, nhập bậc tránh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thả nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình. Nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe tránh Pháp. Do chuyển bánh xe tránh Pháp nên an đập hữu tình ở Pháp Ba Thừa. Hữu tình an trụ ở Pháp Ba Thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy do tịnh lự nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa, bố thí cho các hữu tình, các thứ tài vật, an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ tinh tấn, an trụ, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, tự hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Cũng khuyên người khác hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Khen ngợi chỉ rõ công đức, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Hoa hỉ khen ngợi người hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật Đa, Đại Bồ Tát ấy, do sức phương tiện thiện xảo của bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, nhập bậc tránh tánh ly xanh của Bồ Tát rồi mới có thả nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình được viên mãn rồi, mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe tránh Pháp. Do chuyển bánh xe tránh Pháp nên an lập hữu tình ở Pháp Ba Thừa. Hữu tình an trụ ở Pháp Ba Thừa rồi giải thoát danh tử, chứng đắc Niết Bàn này thiện hiện đại bồ tát ấy do bát nhã nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc hành trì theo thứ bậc như thế nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không